Rồi, xin chào tất cả cô chú chị đã đến với kênh Đồ Câu Trần Tiến nha. Ở thì hôm nay em có 12 cây cần thôi, phíp nha, chú liệu phíp. Thì đây nó có cần 3 khúc, 3 khúc câu bạc và biển và gút nha, cần gút. Thì giá em bán nó là chưa bao gồm phí vận chuyển. Thì cô chú chị nào mua 2 cây thì em bao phí vận chuyển nha, còn mua 1 cây thì cô chú anh chị tự thanh toán phí vận chuyển cho bưu điện giúp em. Thì cái phí vận chuyển của đơn cần là từ khoảng 40 50 ngàn một đơn. Có những cây cần 3 khúc này nè, nếu mà cô chú ở nằm ở trong cái vùng xa thì có thể lên tới năm mấy ngàn luôn, tại vì cái cần 3 khúc thì cái diện tích nó dài với lại nó to nữa, vô cái thùng hộp thì nó rất là to nên cái phí vận chuyển nó hơi cao vài ngàn nha. Đó thì cô chú gì là mua 2 cây thì không có cần lăn tăn cái phí vận chuyển đâu, 2 cây em bao ship nha. Rồi giới thiệu cho các cô chú anh chị cây cần đầu tiên, cây cần đầu tiên này cây cần 3 khúc, 3 khúc đây, dài 3,6 nha, dài 3,6, độ cứng 20 25, độ cứng 20 25 nha. Khoan đây, khoan nói chung là gặp ngon lành hết, chân khoan nó hơi ngã bạc nha, chất liệu phíp, quan hình có chày. Bát này bát FK FX8 nha, bát FK FX8. Quay hình đi đây. Rồi, cây này mã số của nó mã số 1 nha. Nặng 650 g, ngọn 3 ly 6, gốc của nó 26,3 nha. Mã số 1 giá 300 ngàn. Mã số 1 giá 300 ngàn nha. Cái mã số 2. Mã số 2 này cây cần 3 khúc phíp luôn. Khoan của nó là khoan FK nha. FK đá, đá, đá trắng đây, chân nó hơi rỉ tan tí. Bát nó là bát Fuji nha, bát Fuji quả hình chày. Quả hình chày nha. Dài của nó 3,3. Độ cứng 20. Độ cứng 20 25 nha, nói chung ngọn mềm á. Ngọn mềm nha. Quả hình xấu nha, chày. Quả hình đây. Cây này mã số 2. Nặng 455 g, ngọn 2 ly 4, gốc 21,4 nha. Mã số 2 giá 300 ngàn. Mã số 2 giá 300 ngàn nha. Cái mã số 3. Mã số 3 này cây gần 3 khúc, chất liệu phíp luôn, phíp đỏ. Khoen của nó đây, quay hình đây. Quay hình thì nói chung là con này còn, còn khá ok nha, có chày đó. Bát nó bát FK nha. Đúng không? Để em xem. Đúng rồi, bát FK, ơi khoan FK. Bát nó bát nhôm nha, bát nhôm. Khoan FK bát nhôm nha. Dài cái này là 3m 39, dài cái này 39 nha, độ cứng 20 25 thôi, ngọn khá dịu, độ cứng 20 25 nha. Và hình xấu chày đây, hàng hàng bãi là giá như vậy, vậy là còn ok lắm rồi nha, chứ đẹp long lanh thì ở chung hiếm lắm. Rồi cái này mã số của nó mã số 3, nặng của nó 775 g, ngọn 4 ly, gốc 26,6 nha. Mã số 3 giá 300 ngàn. Đó, mã số 3 giá 300 nha. Cái mã số 4. Mã số 4 này là một cây cần 3 khúc chất liệu phíp. 3 chút lớn chất liệu phíp đây. Khoen của nó là khoen FK nha, FK đá trắng, chân khoen nó hơi rỉ một tí nè. Nên em rõ nha. Bát nó bát nhôm, quả hình xấu chạy đây. Quả hình xấu chày nha. Dài cái này 3,3 m. Độ cứng 20 25 thôi, ngọn khá là dịu. Quả hình xấu nha. Khoan chân khoan nó hơi rỉ nhưng mà cái lòng đá rất là ngon nha, đánh trong lòng dây cũng khá ok. Tại vì mấy cái này cái da nó quả hình nó hơi xấu, giá nó hơi mềm. Mã số 4. Nặng 505 g, ngọn 3 ly 9, gốc 21,2 nha. Mã số 4 giá 280 ngàn. Mấy cây này đẹp và giá khoảng 450 500 ngàn cây luôn nha quý anh chị. Cái mã số 5. Mã số 5 này còn khá đẹp nè. Chất liệu phíp đào, phíp đỏ nha. Đây có cái cục cắm cắm bạc bờ biển. Ngoại hình thì nói chung còn tương đối là đẹp á. Khoan là khoan gạch đây. Khoan FK nha. Bát đó là bát FK F7. Ngoại hình này còn khá đẹp á. Khoan gạch nha. Khoan đá xám xanh hãng Daiwa, Daiwa Spectre dài 39 nha. Quả hình xấu chày, có chày chứ anh em xem rõ nha, có chày chứ không có được long lanh đâu nè, có chày nha, ở đây thấy không, chày anh
anh em xem rõ nha. Cây được cái bộ dạng khoan ngon. Cây mã số 5, nặng 715g, ngọn 3 ly 6, gốc 27 nha. Mã số 5 giá 400.000. Ở mã số 5 để có chú gì giá 400.000 nha. Cái mã số 6 này qua gần gốc. Bát nó là bát Fuji bát 7. Qua hình đây, chày nha. Cây này cây cần hit enhancer gì nè. Dài 36 nha, cây này cây tomboy dài 36. Khoan nó là khoan Fuji đá trắng nha, Fuji đá trắng. Độ cứng cây này tương đương 20 thôi. Độ cứng tương đương 20 nha. Ngoại hình thì nói chung là chày đây. Chày. Cây này còn đẹp khoảng 75% thôi, 75% độ cứng 20, ngọn dịu nha, ngọn mềm. Khoan Fuji đá trắng. Cây này mã số nó mã số 6. Nặng 315g, ngọn 2 ly 6, gốc của nó 24-24 nha. Mã số 6 này để coi chuẩn gì giá 300.000. Mã số 6 để coi chuẩn gì giá 300.000 nha. Cái mã số 7. Số 7 này cần cần súp nha, cụ lục luôn. Quy nhận khoan nó khoan Fuji đá trắng luôn nè. Đó, Fuji đá trắng nha. Cây này cây cần súp Ranger dài 39 nha. Độ cứng cây này tương đương là 20 thôi. Độ cứng tương đương 20 nha, 20 25. 20 đến 25 nha. Khoan Fuji FS7. Đó, khoan Fuji FS7 nha. Ngoại hình thì nói chung là có chày đó, nhưng mà còn rất là ok, ngon, đẹp. Còn đẹp khoảng 80-85%. Đẹp 80-85% nha. Cây mã số của nó mã số 7. Nặng 470g, ngọn 2 ly 7, gốc của nó 28,5 nha. Mã số 7 để tôi chuẩn bị giá 300.000. Mã số 7 để tôi chuẩn bị giá 300.000. Tới mã số 8 nha. Mã số 8 này cái cần gút nha. Khoan nó khoan Fuji đây, nguyên dàn khoan Fuji đá sấm xanh nha. Nguyên dàn khoan Fuji đá sấm xanh luôn. Hãng này NFT dài 3m3 nha. Bát nó bát nhôm đây. Dài bát 3. Độ cứng cây này tương đương là tầm khoảng đâu anh coi. Độ cứng này tương đương tầm khoảng 50 nha, 50-80 á. Độ cứng tương đương 50-80 nha. Nói chung là đầu ngọn thì nó hơi dịu nhưng mà thân lại rất là cứng. Độ cứng này tương đương 50-80 tùy vào anh em đánh giá nha. Cây còn khá đẹp à. Cây đẹp. Có những cái dấu sơn nó hơi nổ. Quên đây, nói chung khá ok. Cái này mã số của nó là số 8 nha. Nặng 480g, ngọn 2 ly, gốc của nó 23,7 nha. Mã số 8 để có chuẩn gì giá 400.000. Hãng NFT nha. Mã số 8 để có chuẩn gì giá 400.000. Cái mã số 9. Số 9 này cái cần câu lục. Made in Korea nha. Cái này hãng Olympic của hình chày nha, 6 chày. Bát nó là bát Fuji FS7. Cây này cây cần gì phao caster độ cứng 30 và 24m2 nha. Nó ghi độ cứng 30 hay cây này tương đương 25 thôi nha. Tại cần viết luôn luôn nó mềm hơn cần carbon. Thì cái độ cứng này ghi 30 với tương đương 25 thôi. Khoan nó khoan Fuji đá sấm xanh nè. Alo nó alo hãng. Alo chống sắn nha. Còn cái khoan dưới khoan Fuji. Ngoại hình thì nói chung là xấu nha. Nó chày khá là nhiều á. Chày khá là nhiều anh em có thể về. Biết sơn tốt thì anh em có thể tháo hết khoan ra, tháo từng lóng ra, anh em có đồ xấu thì anh em có thể xả nhám sơn lại nha. Đó, tùy anh em thôi. Muốn đẹp thì anh em xả nhám sơn lại nó sẽ đẹp. Mấy cây này thì giá em bán nó nới rất là nhiều nha. Nè, kéo cái vô thường xuyên nó bị chảy lớp sơn, nó hiện lớp cọp lớp phôi phía bên trong ra nè, thấy chưa? Chung đánh rất là ngon. Ngoại hình thì nó hơi xấu thiệt nhưng mà chất lượng rất là tốt nha. Cây này mã số của nó là số 9. Nặng 560g, ngọn 2 ly 8, gốc 30,2 nha. Mã số 9 để có chuẩn chỉ giá 280.000. Cây này nếu mà đẹp, cây này nó bán 500 là lẻ luôn á. Nếu mà đẹp tầm khoảng 90-95 trăm, là 500.000 là cây đi một nốt nhạc. Tới mã số 10. Số 10 này cần câu rút nha. Quy nhận khoan nó khoan Fuji đây, Fuji đã chấm xanh. Cây này dài của nó là 36. Bán nó bát Fuji nha, bát Fuji đây. Fuji FS7.
Ngoại hình thì nói chung là có chày có xấu nha, chày cũng không đáng kể đâu, còn khá đẹp. Ngoại hình đây càng còn tương đối là đẹp, đẹp khoảng 90, 85, 90%. Độ cứng cây này tương đương tầm khoảng chắc cỡ 20, độ cứng 20 30 nha, ngọn khá là dịu á, độ cứng 20 30, ngọn dịu đó. Cây này mã số của nó là mã số 10, nặng 300 g, ngọn 2 ly rưỡi, gốc nó 21,7 nha, mã số 10 để cô chú anh chị giá 330.000. Mã số 10 để cô chú anh chị giá 330.000 nha. Cái mã số 11. Mã số 11 này là một cây cần gì Olympic đây. Olympic thì dài mấy mét đấy. Thôi đợi ta, để em xem. 24 nha, độ cứng 40 và 24. Nó có để ở đây nè, nhưng mà nó hơi mờ, anh em nhìn kỹ sẽ thấy nó có để chữ 240 ở đây nè, thấy rõ không? Và số 40 nhỏ ở đây nè, có nghe cây này độ cứng 40 và 24. Cây này cần rút nha, chứ không phải cần câu lục. Bát là bát nhôm đây, hơi rỉ tan tí, anh em có thể về vệ sinh lại được hết. Nguyên một dàn khoan, nó khoan buji lá sấm xanh nha. Ở đây có một chân khoan hơi bị nứt nè, không sao nha, em sẽ đóng keo lại cho anh em về với việc câu thôi. Đó, về anh em với việc câu thôi, không có lần tăng gì mấy cái đó. Quần hình thì nói chung là có chày có xấu nha, còn đẹp chỉ còn khoảng 75% thôi, 75-80%. Ở đây thì nó bị không có bị hết nè ha. Bây giờ nè, cái chỗ này bị nứt nè, cái chỗ này chỗ tháp nha, từ cái ngọn trắng cho lên là sợi tinh, từ đây xuống là phíp ở ngọn tháp. Và hình thì nói chung còn tương đối là đẹp á, ngọn tháp nha. Cái này mã số, mã số 11, nặng 330 g, ngọn nó là 1:7, gốc 21. Mã số 11 giá 280.000 nha, mã số 11 để có chuẩn trị giá 280.000. Này là cái miếng miếng cao su vậy mà. Thì mã số 12 là cái câu lục nha, cần câu lục. Bát nó bát Fuji bát 7. Cây này cây cần Sub Ranger dài, chiều dài đó. Cây này dài của nó chắc cỡ 39 á. 39 nha. Cái cây này cũng là cái đó luôn nè. 39. Đúng rồi, hai cây là một. Còn cây cây này là 42 quá. Cây này 42 nha, cây này dài hơn nè, cây này 39 nè. Cây này 42 rồi, nó dài hơn nè, thấy chưa? Thì chắc chắn cây này sẽ 42 rồi. Cây dài 42 nha. Quy nhận khoan, nó khoan buji đá trắng đây, quy nhận khoan buji đá trắng, độ cứng tương đương 20-25 nha. Ngọn thì quay hình thì nói chung là còn khá là đẹp á. Đẹp, độ cứng tương đương 20-25. Quay hình đây, cây còn đẹp khoảng tầm 80% thôi, 75-80%, 70-80% nha. Cây này mã số của nó mã số 12, nặng 505 g, ngọn 2:7, gốc 29 nha. Mã số 12 để có chuẩn gì giá 300.000. Mã số 12 để có chuẩn gì giá 300.000. Rồi, cô chú anh chị có lấy cái mã số máy cứ alo trực tiếp cho em nha. Rồi, cảm ơn tất cả cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị các video kế tiếp.